Em xin chào các bác nhé. Hiện đây là phiên của buổi sáng của ngày 16 tháng 4 năm 2024. Sáng nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên một video giới thiệu với các bác rất là nhiều những mặt hàng siêu VIP đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817 89 2229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k một đơn hàng nha các bác nhé. Và bên nhà em không bao ship. Có những cái mã hàng combo bên em bao ship thì là các bác nghe rõ. Có cái gì nó bao ship thì em nói bao ship. Còn không bao ship thì các bác vui lòng trả tiền ship giúp em nhé. Đấy, tránh tình trạng là hàng đến nơi xong các bác bảo ABC thì khổ lắm các bác ạ. Đây, ngoài ra nhà em còn rất là nhiều châu VIP này. Hôm nay em sẽ lên em phục vụ các bác. Đầu tiên em sẽ giới thiệu mà các bác một con châu VIP này nhá. Em tìm xem là con nào nó VIP VIP tí mà giá nó bình dân. Đây, em sẽ có một con màu ngọc trai. Siêu to khổng lồ luôn các bác nhá. Màu ngọc trai này. Con này bao nhiêu cặp lá nào? Đôi 4, 6, 8, 9 cặp lá của em nhá. Đó, 9 cặp lá này. Rễ sữa nó đang ra nhưng ngon chưa các bác nhìn này. Cái chậu này nó sẽ hơi, cái chậu gỗ này nó sẽ hơi long ra rồi nhá. Nó còn cái chậu nhựa bên trong thì không vấn đề gì. Đây. Có một con này em sẽ để cho các bác. Con này giá là 370.000 nha các bác nhá. 370.000 giá là quá là yêu thương luôn. Cái hàng này lúc trước là 6-700 đấy. Nhưng em mua được rẻ thì em cứ bán rẻ cho các bác. Bản lá siêu to luôn nhá. Bản lá siêu to, lá xếp đứng nhá. 370.000. Đó. Rồi tiếp theo đây em sẽ đi vào em xả một số mặt hàng nha các bác nhá. Sau đây em sẽ lên một số cái mã hàng xả nha các bác nhá. Đấy, và hàng xả này nó sẽ có cây nó lỗi nhiều, có cây nó hơi lỗi. Và có cây là nó không lỗi. Nhưng mà em bỏ ra em xả hết nha các bác nhá. Các bác chú ý đón nghe, để ý em xem em nói cái gì và đặt hàng đúng mã số, đúng số tiền. Và một điều lưu ý như thế này. Các bác đặt hàng thì các bác để ý điện thoại để nghe điện thoại để bưu tá người ta phát hàng cho các bác. Thứ nhất, thứ hai là các bác chủ đặt hàng thì hãy gọi điện đặt hàng em nhé. Không tránh đến trường hợp đến là ABC này nó phiền lắm, phức tạp cả một cái thùng hàng này này. Bao nhiêu công đoạn là người đóng hàng rồi người vận chuyển rồi shipper rồi lái xe đến nơi này. Các bác lại bảo các bác không nhận là nó khổ thân chúng em ra. Đây, cái hàng châu Thái thì nó rất là nhiều màu. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa nhé. Và em khẳng định với các bác đây là châu Thái này. Chấm bi bò sữa đỏ đốm bông mai cánh viền. Màu này màu cá vàng, màu hồng Đà Lạt, màu vàng, màu hồng sắc pháo, màu xanh cốm, vân vân, rất là nhiều màu nha các bác nhé. Màu đỏ này, màu đỏ của em nó cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Phong thủy tài lộc đấy ạ. Đây, không để các bác đợi lâu em sẽ đi vào cái từng mã một này. Mã đầu tiên là em đánh mã T1 gồm có 3 chậu. Ba chậu này, ba chậu Vanda nhá. Ba chậu Vanda, ba chậu nó gồm có xem nào, 6 cây nhá. Thôi cứ gọi cho là 5 cây đi. Chậu thứ nhất này, hàng bom đạn mưa rơi của em. Chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai này, nó sẽ hơi lỗi một xíu nhá. Em bán cho các bác trước 120.000 một chậu mà hôm nay em bán cho các bác ba chậu này có 150.000 thôi. Mã T1 này. Về các bác làm giống mã T2 gồm có 8 chậu siêu to khổng lồ. Đây này, thi thoảng có cây nó bị cắt ngọn một tí, hàng bom về nhá. Đây các bác ơi, để em cho các bác xem hàng bom. Nhà em mấy bác tồi lắm, đặt hàng xong đến nơi để bảo tôi đi mổ, mới lại tôi đi vắng, tôi không có nhà. Mới lại anh nhận hàng rồi, anh đã nhận hàng rồi, anh đã đặt nhà em có mỗi một đơn, làm gì có đơn nào đâu mà anh nhận hàng rồi. Bác cái điêu nó, bác hết tiền thì bác nói mẹ là hết tiền thì bác sĩ diện. Đây các bác ơi, 8 cây này 370.000 nhá. Và cái giá này em Thúy đưa ra là giá không bao ship nha các bác nhá. Và các bác vui lòng cộng thêm cho em tiền phí ship vào đây ạ. Đấy, cây nào nó cũng bị cắt một tí nhưng không có hàng thối nhá. 8 cây 370.000 này. Mã T3 gồm có 3 chậu 4 cây, nó siêu đẹp luôn. Giá 340.000 này. Chậu thứ nhất này. Chậu thứ hai này. Chậu thứ ba đây. Trời ơi, rẻ quá cơ các bác ạ. Đấy, có 340.000 thôi nhá. 3 chậu này. Mày đi ra kia đi. 3 chậu 340.000 này, mã T3 này.
Mate 4 gồm có 4 chậu giá 310.000. Mít xếp rụt của em nhá. 1 này, 2 này. Trời ơi, không mua cái này thì mua cái gì các bác ơi. 3 này, 4 chậu này. Toàn những dòng hoa siêu dài luôn các bác nhá. Mã T5 này, gồm có 3 chậu đại cánh buồm luôn, gọi là siêu to luôn, giá 350.000. Các bác ơi, lá nó đã dài và đấy còn to nữa chứ không phải là lá bé đâu các bác nhá. Đó, đây các bác nhìn này, 4 ngón tay em nhá. Đấy. Chậu thứ nhất này. Em quay chi tiết như này nhé, các bác nhìn chú ý nhìn rõ rõ giúp em nhá. Em quay rất là chậm. Chậu thứ hai và cái hàng cánh buồm này của em là nó hàng là nó hàng đầm lầy. Nó siêu hoa luôn nên là lá chân nó sẽ hơi bị lỗi một xíu nhá. Chỉ bị lá chân thôi nhá các bác nhá. Nó cổ kính về các bác lau là nó sẽ hết này. Chậu thứ hai này. Siêu to luôn. Chậu thứ ba này. Trời ơi, nó là tuyệt vời luôn nè. Dòng này bông hoa nó siêu dài luôn này, hai lá nó dài hai găng tay của em thì bông hoa nó sẽ dài hơn hai găng tay nhá. Ba chậu 350.000 ạ. Và đây là cái dòng vũ nữ cam lửa nha các bác nhá. Bông hoa nó sẽ nở đúng như tên gọi của nó. Một chậu siêu to khổng lồ như này. Chậu này là chậu phi 18 nha các bác nhá. Rất là nhiều thân. Và cái hàng này nó đang nhú nụ nha các bác nhá. Đó, hàng này đang nhú nụ này, hoa, mùa hoa của nó bắt đầu từ giờ cho đến tháng 8 nha các bác nhá. Bông hoa của nó khi mà đạt được chiều cao đỉnh của nó sẽ dài tầm 1 mét nha các bác nhá. Em cho các bác xem cái video hoa này. Đúng luôn tên gọi của nó luôn. Cam lửa nhá. Bông hoa siêu dài luôn các bác nhìn này. Và cái hoa này nó là siêu thơm luôn các bác ạ. Siêu thơm luôn. Đây em cho các bác xem mặt hoa này nhá. Mặt hoa của em nó đây. Đẹp chưa các bác ơi? Đẹp vừa thơm nhá các bác nhá. Vừa đẹp vừa thơm này. Đó. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 150.000 một chậu, rất chi là nhiều thân, siêu to khổng lồ luôn. Những cái hàng này thì nhà em bán cực rẻ rồi, nhưng shop khác người ta đang bán 180 đến 200. Nhưng em Thúy bán lấy tương tác thôi. Và hàng này thuần vỏ thông nha các bác nhá. Về các bác để nguyên như vậy các bác treo chơi cũng được. Và các bác sang chậu cũng được. Theo em là các bác lên sang chậu để cho nó được đẻ nhiều con nhá. Đẻ nhiều con nó ra sẽ chậu lớn này. Và cái hàng này thì các bác trồng cho em ăn nắng 60 đến 70% nhá. Và gốc lúc nào cũng có phải có độ ẩm ạ. Chứ các bác mà trồng dâm quá là cây nó sẽ không có hoa và nó không phát triển đâu. Hoa thì siêu thơm luôn. Đấy, bây giờ bắt đầu chuẩn bị nó có những cái cây nó nhú nụ ở trong đây rồi nhá. Vũ nữ cam lửa này, 150.000 một chậu, các bác mua 4 chậu. Đây các bác, ví dụ như các bác mua 4 chậu này về các bác ghép vào một lợp giò lớn nhá. Thì cái bông hoa nó sẽ ra siêu đẹp, siêu dài luôn. Như em vừa giới thiệu đấy ạ. 4 chậu như thế này em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn, một chậu em cũng đi hàng nhá các bác nhá. 150.000 một chậu chưa có phí ship ạ. Đó, vũ nữ cam lửa nhá. Siêu thơm luôn. Vũ nữ hoàng hậu xanh nha các bác nhá. Vũ nữ hoàng hậu xanh hoa siêu đẹp luôn. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Vợ vua thì phải đẹp chứ các bác. Riêng cái dòng này sang chảnh cực kỳ. Đặt đâu cũng thấy đẹp. Gọi là em non. Bà hoàng này đứng đâu cũng đẹp này. Cũng sang nhá. Một cái cần bông này, lúc mà khi mà nó nở được, nó phải đạt được hàng 5-70, hàng trăm bông hoa nhỏ như này nha các bác nhá. Cần bông siêu dài luôn, hình hoa thực tế đây. Đây, với em đây, các bác nhìn thấy xem cái bông hoa nó nở này, em bé này. Và cái hàng này của nhà em, nó là hàng Thái Lan. Cho nên là hoa nó sẽ ra quanh năm, Tết cũng có hoa nha các bác nhá. Cứ hết đợt này đến đợt khác, đấy. Hoa nó thì siêu thơm luôn. Từ lúc lên nụ, trên lúc mà hoa tàn nó phải rơi 4-5 tháng. Cây nào cũng đang có nụ nha các bác nhá. Đây này, nụ này. Úi dồi ôi, cái hoa này thì nó thơm lắm. Cây nào cũng phun nụ hết nha các bác nhá. Một chậu như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá là 160.000 một chậu. Các bác mua 4 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đấy. Cây nào em cũng bảo hành cho các bác có nụ nhá. Và đối với cái dòng này thì về các bác
cắt cho em cái chậu nhựa này ra, sang cho em một cái chậu mới để cho nó có đất nó phát triển và nó sẽ ra đẻ thêm con, ra con lúc nó ra được nó sẽ ra những cái bụi đây 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 em cho các bác xem. Tùm như thế này. Nó sẽ ra những bụi tùm như thế này nha các bác nhá. Những bụi cực kỳ nó tùm cực kỳ là to luôn. Các bác nhìn này. Khổng lồ luôn. Đó. Thế mình phải sang chậu nhá. 7 đến 10 ngày cho nó ăn phân thuốc một lần. Và cái hàng này thì em cũng nói luôn để các bác tưới ít cho em nhá. Các bác tưới nhiều là cứ bảo làm sao mà nó thối mới lại nó không ra hoa. Đây cái này thì tưới ít nước này và cho ăn nắng nhá thì nó sẽ ra hoa. Bộ rễ phun đẹp chưa? Nụ nhá. Cây nào em bán hàng cho các bác em cũng đảm bảo hàng nụ cho các bác này. Có cái nụ dài, có cái nụ ngắn nhá. Và mầm nụ vẫn đang tiếp tục đi lên ở trong ngách lá nhá. Một chậu xinh xinh như thế này thôi, 160.000 nha các bác nhá. Các bác muốn mua cái chậu to, cao to như thế này thì hàng chưa nụ này. Chậu cao to như này thì hàng chưa nụ thì em để cho các bác giá 150.000 nhá. Còn hàng có nụ thì chậu nó nhỏ hơn nữa là 160.000. Đấy. Có hai sự lựa chọn. Bác thích mua loại nào thì mua. Này thì gọi là em nó đứng đâu nó cũng sang chảnh rồi. Sang cực kỳ luôn. Vợ vua mà. Và cái hàng này thì em cũng nói rõ luôn nha các bác nhá. Lá nó không được đẹp mướt mát đâu, hàng trồng tự nhiên nhá. Đấy. Denzo nắng và Denzo chớp của nhà em cập bến nhá. Ôi siêu đẹp luôn. Nói về cái dòng Denzo này thì các bác nhà nào cũng chơi được. Hàng cực kỳ là bình dân và hoa nó ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nha các bác nhá. Chưa bao giờ em nhập được cái lô hàng nó siêu VIP như thế này các bác ạ. VIP lắm cơ các bác ơi. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nay em sẽ về Denzo nắng các loại này, bà liễu rồi chớp, vàng đỏ chớp, bịp chớp, cánh chuồn, vân vân. Rất chi là đẹp luôn. Nhiều nhiều lắm lắm luôn. Thân thủ lá mít nhá. Các bác ơi, có những cái thân này. Nó to. Nó to gấp 3 cái ngón tay cái em nhá các bác nhá. Đó. Và cái hàng này thân tơ tít 100%. Vì sao em nói vậy? Vì là bây giờ nó bắt đầu nó mới nhú hoa ra các bác ơi. Đấy, các bác chơi vậy rất là yên tâm. Chứ các bác mua một cái loại mà nó ra hoa ra nụ rồi là cây nó già cỗi, về nó không phát triển được đâu. Nó khó ra hoa. Đây là hàng nhà em, hàng tơ tít nhá. 100% thân hoa. Có nghĩa là một chậu nó có 2-3 thân thì sẽ 2-3 thân nó sẽ ra hoa cho các bác mình ngắm. Lá mít nhá. Lá mít cổ xoáy này. Đẹp mê ly. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Ui dồi ôi, nó về nhiều mặt hoa lắm. Trên 50 mặt hoa nhá các bác nhá. Đó. Trên 50 mặt hoa. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa đây. Đó. Và cái dòng Denzo này thì đúng là cực kỳ bình dân. Nhà bác nào mình cũng chơi được. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 50.000 một chậu. Các bác mua 10 chậu em miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua 5 chậu thì các bác cộng thêm cho em 35.000 tiền ship. Chậu của nhà em chậu cao to rất là nặng luôn. Một chậu này nó phải nặng hàng hơn 1 cân này. Đó. Đây về cái hàng này thì các bác lên sang chậu cho em nhá. Em đo chiều dài này. Đấy, cái thân nào mà nó cao ấy nó phải trên 2 gang tay của em trở lên. Và trên một chậu thì nó có sẽ có thân ngắn. Thân ngắn thì nó một gang tay. Đó, trên một gang tay. Đẹp ơi là đẹp, thân thủ lá mít nhá. Ui dồi ôi, nó đẹp lắm lắm. Chưa bao giờ em nhập được một lô đẹp như thế này. Độc chỉ có 50.000 một chậu thôi các bác ơi. Ê, em đo cái bút dạ nhá. Cái bút dạ vào đây, cái thân nó còn bé hơn này. Đấy, thân nó còn bé hơn cái bút còn bé hơn cái thân nhá các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó, đẹp cực kỳ luôn. Mướt mát nhá. Và hàng em bảo hành nhá các bác, hàng tơ tít 100% luôn. Siêu đẹp luôn, lá mít nhá. Có những cái lá nó to, Denzo đâu mà có cái những lá nó to hơn cả bàn tay em. Các bác nhìn này. Có những cái lá nó to hơn bàn tay em. Đấy. Siêu đẹp luôn. Đấy, các bác mua cái này về thì mình chơi nhá. Hoa quanh năm, lúc nào mình cũng có hoa mình chơi này. Hết vụ này đến vụ khác, một năm nó ra ít nhất là 3-4 mùa nhá. Đó, đây này. 100% thân tơ luôn nhá. Thì các bác mua nó phải, thí dụ một chậu nó có 2 thân thì nó sẽ ra cả 2 thân hoa nhá. Ui, cái lá nó to hơn cả lá đa này các bác nhìn này. Này các bác ơi, em đo tay nhá, tay em bé hơn cái lá này. Đó. Và cây to hay cây nhỏ nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá các bác nhá. Không, các bác mua về các bác bảo thí dụ có những cái cây này thì nó là một mặt hoa rồi. Thì các bác bảo sao nó ngắn thế? Đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa nhá. Và có những cái cây này nó cao to như thế này thì đấy, nó phụ thuộc vào mặt hoa.
siêu đẹp luôn, đúng rồi các bác mà trồng thì ra hoa thì đẹp lắm lắm luôn đấy ạ. Hàng này thì các bác về lên sang chậu cho em, sang chậu để cho cây nó có đẻ con, nó phát triển, và 7 đến 10 ngày các bác vẫn cho nó ăn phân thuốc một lần. Và cái hàng này thì nó, các bác nó ưa nắng nhá các bác nhá. Các bác lên ra phơ treo trồng ra cái chỗ ngoài, nó ăn 50% nắng giúp em. Và đây là một cái dòng Denso Hibiki. Dòng này tên nó là Hibiki, xuất xứ từ Thái Lan nhá. Mặt hoa siêu đẹp. Có một số cây nó đang ra hoa bói bói rồi. Riêng về cái dòng này thì hoa nó sẽ ra từ gốc cho đến ngọn. Đây bây giờ nó đang bói ở dưới gốc này. Mấy nữa nó sẽ lên ở những cái nhánh ở trên, những cái mắt trên này nhá. Hoa siêu thơm luôn. Và cái dòng này hoa nó sẽ ra quanh năm, rải rác. Nói chung là hết đợt này đến đợt khác này. Em cho các bác xem những cái bông hoa mà nó nở được. Quay là nở căng đét luôn đây này. Đó. Hàng này em Thúy chia sẻ với các bác giá 120.000 một chậu. Các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Và hàng này là trồng trong cậu chậu phi 15 nha các bác nhá. Chậu phi 15 ạ. Đó. Một số cây nó đang ra hoa bói rồi. Cái hàng này thì nó cũng rất là ưa nắng. Cái dòng Denso này nó ưa nắng này. Các bác phải treo cho em cái chỗ nào mà nó có vừa nắng vừa râm, chứ đừng nắng hết nhá. Nắng được khoảng 60-70% thôi thì cây nó mới phát triển và nó mới đẻ được con và nó mới ra được hoa nhá. Đây này, 7 đến 10 ngày các bác tưới cho em nó phân thuốc một lần. Và cái hàng này các bác để nguyên treo cũng được, và nhưng theo em là các bác nên sang chậu nhá. Tại vì nó đẻ siêu đẻ con luôn. Con nó ra đẻ như là gà như vịt ấy. Chậu này nè. Cái cây này nó chỉ cao tầm độ khoảng, ngọn nào là cao nhất thì nó rơi được khoảng 15-20 xăng. Còn trung bình nó chỉ 10 xăng, hơn trên 10 xăng một chút thì các bác nhá. Đó, 120.000 một chậu, các bác mua 5 chậu em Thúy miễn phí ship. Hoa siêu thơm luôn. Các bác lên chơi cái dòng này, hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt này đến đợt khác nhá. Đây một số cây này này, nó ra hoa bói ở gốc rồi. Nó ra hết, nay nó ra cây này, mai nó ra cây khác, và nó sẽ lên những cái nhánh ở những cái mắt trên nhá. Đó. Thiên Nga VIP nhà em cập bến đấy các bác nhá. Trời ơi, cao to đẹp dai siêu đẹp luôn các bác nhá. Và cái hàng này Thiên Nga nhà em là hàng giống Đài Loan đấy các bác nhá. Để em cho các bác xem này. Trời ơi, cây củ trưởng thành của nó năm ngoái này. Củ siêu to luôn đấy các bác nhá. Đây em đo cái cổ tay em vào cho các bác xem này. Đó. Siêu to, chưa bao giờ em lập được cái lô hàng nó củ nó siêu to mà nó đẹp như thế này. Hàng này là hàng giống Đài Loan, được trồng thuần tại Việt Nam nha các bác nhá. Em cho các bác xem một số mặt hoa hàng nhà em đây. Vàng đỏ này, cam này, trắng và ngọc trai đen nha các bác nhá. Nó chỉ có mấy màu như vậy thôi. Hàng này nó sẽ ra hoa vào những cái củ nó rụng lá rồi. Đây, cuống hoa cũ đây các bác nhá. Nó sẽ tiếp tục nó ra hoa vào đây và những cái mắt mới này nha các bác nhá. Đó, chứ không phải là nó ra hoa xong rồi mà nó thôi đâu. Nó vẫn tiếp tục ra hoa vào những cái củ cũ này các bác nhá. Hàng này hôm nay siêu to khổng lồ, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 10 chậu em Thúy miễn phí ship. Trong trường hợp các bác mua ít, ghép đơn thì em gửi từ 3 chậu trở lên nha các bác nhá. Và phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Siêu to khổng lồ luôn các bác này. Những cái hàng này, những cái chậu như thế này em dám khẳng định là ở Việt Nam nhà mình, những các vườn chưa có vườn nào có những cái lô này. Mỗi mình nhà em có cái lô hàng này thôi nha các bác nhá. Và những cái hàng này này, những cái chậu như thế này bé bé hơn mà người ta cũng bán 100. Và những cái chậu to như thế này người ta sẽ bán là 150-180 nhá. Siêu to khổng lồ luôn các bác này. Đó, siêu đẹp luôn, hàng em bao đẹp luôn cho các bác. Củ cực kỳ to luôn nhá. 100k một chậu các bác ạ. Đó, có những cái chậu nó nhiều thân, nhiều củ như thế này thì là phải hơn tiền nha các bác nhá. Đó, em không thể bán 100 một cái chậu này được. Hàng này, những cái này em bán 100.000, những shop khác người ta đang bán 150. Đó, và những cái chậu 100 thì cầu củ nó cũng bé hơn nhưng nó không được to như của nhà em đâu. Đấy, hàng này về thì các bác lên sang chậu cho em. Sang chậu để cho nó có đất mới, nó phát triển. Nó đẻ nhớ, nó đẻ nó sẽ đẻ sai như thế này.
Đó, nó sẽ đẻ sai như thế này. Và 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em nó ăn phân thuốc một lần nhá. 7 đến 10 ngày vẫn cho nó ăn thuốc bổ, nó cũng như người mình cũng phải ăn cơm, cũng phải có thịt, có cá, có tôm nhá. 100k một chậu. Siêu đẹp luôn các bác ơi. Vanda lá xếp của nhà em nha các bác nhá. Hàng này hôm nay em sẽ thanh lý. Tại vì cái hàng này như các bác biết thì đây, lúc hôm trước Tết ấy là nhà em bán đang có tình trạng có hoa. Nhưng bây giờ nó sau Tết rồi, em để em dưỡng cây. Thì bây giờ nó chuẩn bị nó ra đợt hoa mới này. Và em trồng được, các bác nhìn rễ này. Phun rễ chưa? Các bác nhìn thấy ngon không? Rễ cực kỳ là ngon luôn. Đó. Cây nào rễ cũng ra ngon. Em trồng em dưỡng ở cửa vườn này nhá. Hàng này hàng em bán hàng hết hoa, nó chuẩn bị nó ra hoa mới này. Các bác nhìn này, sướng chưa? Đấy, bộ rễ sướng cực kỳ luôn. Hàng này nước trước là em Thúy bán là một lúc nó đang có hoa ấy, em Thúy bán là 120.000. Đây, hôm nay em cho các bác xem một số mặt hoa đây. Hoa chuẩn màu luôn nhá, thực tế đây. Đó. Màu rất là độc lạ luôn đấy các bác nhá. Đấy, một số cái mặt hoa của cái lô đây, lô Vanda này. Đây này, em để riêng là màu lúc nó ra hoa, em để riêng màu nào nó ra màu đấy đây rồi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Màu nào thì em hôm trước Tết em đánh xem đánh màu màu số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Đó. Dễ ngon cực kỳ luôn các bác nhìn này. Lúc trước Tết này em bán 120.000 một chậu, nhưng hôm nay em giảm giá này. Giảm giá cực sâu, em chia sẻ với các bác giá 80k một chậu nhá. Và em đi đơn từ 5 chậu trở lên. 80k một chậu đây các bác nhìn này. Các bác mua 5 chậu này giá có 400.000 thôi, cộng với 35.000 tiền ship. Về thì rất chi là ok, một bó luôn các bác nhìn này. Một bó này luôn. Đó. Hôm nay em 120.000 này mà hôm nay em Thúy bán có 80.000 thôi. Đó. Hàng em thanh lý nhá. Hoa chuẩn màu luôn cho các bác. Hôm nào hôm Tết các bác mua hoa những cái dạng cây hoa này ở nhà em này các bác biết rồi nhá. Vanda thì hoa nó sẽ ra quanh năm, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Bây giờ nó chuẩn bị nó đang có một số cây nó đang sưng nụ. Và nó đang chuẩn bị nó sưng nụ như hú vòi, nó ra đợt hoa mới nha các bác nhá. Hàng này em bao phê cho các bác này. Dễ ngon cực kỳ luôn nhá. Đấy, dưỡng tại vườn nhà em. Các bác ơi, 7 đến 10 ngày các bác cứ làm theo nhà em là dễ nó sẽ ra như vậy. Cây nó sẽ xanh tốt này. Các bác cứ 7-10 ngày các bác tưới B1 và thuốc bổ nó cho em. Đấy, ngon chưa? Dễ ra rất ngon luôn nhá. 80.000 một chậu thôi các bác ạ. Không nhiều, không đắt đâu nhá. Giảm giá cực sâu rồi. Và đây em giới thiệu tiếp các bác một dòng dáng hương lai. Lá xếp cực kỳ đẹp luôn. Dòng này nó là dòng lai giữa dáng hương và hoàng nhạn, cho nên là hoa nó siêu thơm luôn. Và cái đặc biệt của cái dòng hoa này là hoa nó sẽ ra quanh năm. Một năm ít nhất là nó sẽ 3 mụ hoa. Bây giờ nó đang chuẩn bị nó lên một vụ hoa nữa đây các bác ơi. Đây, mặt hoa thực tế đây các bác nhá. Cái bông hoa này siêu dài, siêu này. Thơm lắm các bác ơi. Đây là cái giò này nhà em trồng mấy năm nay rồi. Đây là cái cánh hoa này là nó bị nhạt, bị phai đi rồi vì nước mưa nhá. Em để nước mưa về, nhưng mà mấy nữa cái này nó mà nở bung ra thì đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Hoa siêu thơm luôn. Dáng hương lai hoàng nhạn. Đó, các bác nhìn này. Phun rễ nhá, hàng này hàng trồng thuần vườn nhà em phun rễ này. Một chậu như thế này, em Thúy chia sẻ với các bác giá là 90.000 thôi. Lúc trước là nhà em đang bán 120 đấy. Ở shop khác người ta cũng bán 120, nhưng bây giờ hôm nay em chia sẻ với các bác là 90.000 nhá. 90.000 một chậu. Và các bác mua 5 chậu thì em sẽ miễn phí ship. Riêng cái dòng này thì em bảo hành với các bác là hoa cực kỳ là thơm luôn. Cực kỳ là thơm. Bộ rễ nhìn cũng đáng yêu này. Đấy, hàng trồng thuần vườn tại vườn nhà em rồi nhá. Dáng hương lai hoàng nhạn. Đó. Và cái dòng này nó có đặc điểm này, lá nó không được mướt mát 100% đâu. Thi thoảng cái lá chân nó sẽ bị như thế này nhá các bác nhá. Lá chân nó sẽ bị như thế này. Đấy, nhà em rất là nhiều bao đa bát ngát. Hàng này nó là siêu thơm luôn. Không thơm em không tính tiền nhá các bác nhá. Chuẩn bị ra vụ hoa mới rồi. Các bác cứ mua 5 chậu như thế này, em Thúy sẽ miễn phí ship nhá. Đó, một chậu nó như thế này đây. Đây em quay đây các bác ơi. Em quay thực tế luôn cho các bác xem này. Đó, một chậu nó như thế này nhá. 90k một chậu, 5 chậu em Thúy miễn phí ship ạ.
Và trong trường hợp các bác mua 2 chậu, 1 chậu, 3 chậu, các bác ghép đơn, em Thúy vẫn đi hàng và phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k. Đấy, rất chi là nhiều. Hoa siêu thơm luôn các bác ơi, ở đây có một bông nó nở này. Đây này, các bác này, cứ nở hết đợt này đến đợt khác này, các bác nhìn thấy chưa? Bông hoa này nó tàn rồi này, nó lại tiếp tục nó nở này. Cánh hoa siêu đẹp luôn nhá. Thơm lắm. Thơm ơi là thơm luôn. Cái giò nhà em trồng thuần mấy năm rồi đấy. Em giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa mới về, đó là đai châu đập chậu của nhà em nhá. Đai châu đập chậu, và cái hàng đai châu này là đai châu rừng Thái nhá các bác nhá. Hàng rừng Thái, cho nên nó chỉ có một màu hoa thôi. Em cho các xem mặt hoa này. Nó chỉ có một màu hoa này thôi. Đó. Hoa nó cũng ra một năm một lần. Và cái hàng này ví dụ như là trong quá trình vận chuyển ấy, nó bị bung chậu, bung trước thì thôi em đập ra. Đây em đập ra em bán nhá. Đập ra em bán. Đó, các bác nhìn này. Hàng này hàng mít xếp nhá. Hàng này hàng em cũng bao đẹp cho các hàng này em bao đẹp cho các bác này. Thế chẳng may thi thoảng mà vận chuyển nó có xước xác một chút thì các bác cũng hoan hỉ giúp em. Hàng này em sẽ tính kg. Em để cho các bác giá là đấy cũng có ít thì không có nhiều. 280.000 một kg. 1 kg nó tương đương với như thế này. Ví dụ như em quay cho các bác một cái size cây như thế này đây, 1 kg nó tương đương cái chỗ này này, một số cây nó dễ non nó ra này. 1 2 này, 3 này, 4 này, 5 6. Ví dụ cái tăng hàng như này là 1 kg 7 cây nhá. 1 kg 7 cây thì được như thế này. Giá 280.000 này. Và có những cái cây nó to hơn như thế này thì size cây nó chỉ được 1 kg 4 cây. 4 cây hoặc 5 cây. Đó, có những cái cây nó nhỏ hơn như thế này. Nó nhỏ hơn như thế này thì size cây nó 1 cân thì được 10 cây hoặc mười mấy cây nhá. Đấy, 10 cây đến 15 cây thì ít lắm. Nói chung là em bán từ 3, 4 cho đến 12, 13 cây đi. Đấy, đây, ví dụ như cái cây này thì là chắc là 13, 14 cây này. Đó. À, và các bác ơi lưu ý hộ em, các bác mua hàng kg thì... trong quá trình em thì em cân đúng nhà em cân đây, có cân có lạng đây. Trong quá trình vận chuyển thì cũng như mình ấy, mồ hôi, mình đi từ nhà đi ra chợ mồ hôi nó ra thì nó cũng phải hao hụt đi một chút. Thì nó cũng có hao hụt đi một chút, chứ một cân thì nó không thể thành một cân. Nhưng mà nó chỉ hao một chút thôi chứ không thể là một cân mà nó còn 9 lạng thì là không có. Thì khi các bác nhận hàng, có một số bác mình bỏ lên cân lại mà các bác thấy hao thì các bác thắc mắc với em. Nhưng mà nhiều khi cái cân nhà em là cái cân chuẩn, cân đo lường chất lượng Việt Nam đây, chuẩn như thế này. Nhưng mà về các bác cân thì bây giờ thời buổi này có những cái bác nuôi cái cân quả, hai cái cân mà có cái quả tạ kéo như thế này này ngày xưa này, thì làm sao nó chính xác được. Xong các bác bảo là cân không đủ. Đấy, tươi tươi héo héo không đủ. Thì các bác cũng hoan hỉ giúp em nhá. Là về cân mà nó hao đi một tí thì mình chấp nhận. Chứ còn mà các bác bảo là các bác lấy cái cân khác ra các bác cân, xong các bác bắt các em bưu tá đứng đợi xong các bác bảo không đủ cân thì là em không chấp nhận nhá các bác. Mình ai cũng khôn nhưng mà các bác thì nhiều khi các vừa phải hộ em tí. Đấy, em thì thực ra là em băm to kho mặn, em nói nó hơi bị dài nhưng mà nó sự thực. Thì trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ hao đi một chút nha các bác nhá. Đấy, 280.000 một kg. Em không bao ship nha các bác nhá. Đây này các bác nhìn này, một số cây bắt đầu nó ra nó cái rễ tơ này này, rễ sữa nó ra rồi nhá. Đó, hàng em bao đẹp luôn cho các bác. Em xin chào các bác nhá. Phiên tối của ngày hôm nay em Thúy sẽ lên chia sẻ với các bác một số cái mặt hàng thuần đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn Lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981550768 và số điện thoại 0817892229. Ngoài những cái mặt hàng, tí nữa em sẽ lên video em giới thiệu với các bác, thì em rất còn rất là nhiều những nhạn, châu VIP và linh tinh mục những cái mặt hàng. Đây, đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nhạn VIP của nhà em. Mặt nhạn VIP về tí này em, mặt hoa em sẽ ghim trên màn hình cho các bác nhé. Hàng này nó sẽ trung bình nó có từ đôi 3, 5, 7, 9, 9, 10 cặp lá trở lên. Hàng này thuộc dòng dễ gió nhé các bác nhé. Hàng này thuần rồi, về các bác chỉ việc treo chơi thôi.
Hàng này em chia sẻ với các bác giá là 240.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Đây, hàng trồng thuần rồi, lá mít rụt rụt luôn nha các bác nhá. Và hàng này năm nay em bảo hành cho các bác ra hoa. Đối với cái dòng nhạn Thái này thì hoa nó cứ ra rải rác từ tháng 5 cho đến tháng 10 dương lịch nhá. Cái hàng Thái này nó không có tháng mấy nha các bác nhá. Đấy, nó cứ ra từ tháng 5 đến tháng 10 dương lịch. Siêu VIP luôn. Đẹp lắm lắm đấy các bác ạ. Đó. Và các bác ơi, những cái giá này thì hàng này hàng mít rụt lá to nhá. Giá này em Thúy đưa ra các bác giá cực kỳ yêu thương luôn. Như ở shop khác ấy thì người ta đang bán là trên thị trường là bán 350, 400, thậm chí là 500. Đây, có gì đâu. Họ cái này là nó ở nguyên chậu, nhưng nhà em tháo cái chậu gỗ ra bên ngoài ra, mình vận chuyển về khi tiền cước nó rẻ hơn thì em bán được rẻ hơn. Cái thứ nhất, thứ hai là nó cũng em mua được tận gốc nhá, giá tận gốc. Ngoài những cái hàng nhạn này ra, em còn rất là nhạn VIP, cũng nhạn VIP nhưng mà cây siêu to nhá. Các bác quan tâm thì cứ alo cho em. Đó. Em giới thiệu với các bác một số cái dòng phân thuốc để các bác tiện để các bác mua lan về chơi, thì các bác có nguồn dòng phân thuốc để các bác mình chăm sóc cây nhá. Và nhà em dùng loại nào thì em sẽ giới thiệu với các bác là nhà em dùng loại đấy nhá các bác nhá. Chứ còn ở trên thị trường người ta bán nhiều loại lắm, em cũng nói chung là cũng không biết đâu được mà lần. Đây, đầu tiên là nhà em giới thiệu với các bác một loại Atolix này. Cái này nhà bà bác nào mà mình trồng ít ý thì mình nên dùng cái gói này. Mục đích là kích thích sinh trưởng cây trồng này. Trong đây nó có hướng dẫn này, về các bác ví dụ mua những cái cây đai trâu chẳng hạn, về các bác sẽ cắt hết những cái rễ khô đi và ngâm cho em vào cái này thì cực kỳ là ra rễ cực mạnh. Một gói như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 10.000, mà các bác mua một hộp 10 gói thì giá chỉ còn là 90.000. Tiếp đến em giới thiệu tiếp một loại nữa là loại B1. B1 của nhà em là B1 Thái xịn nhá. Đây các bác nhìn thấy hàng nhà em nhập khẩu luôn nhá. Nhập khẩu luôn hàng Thái luôn này. Giá em đưa ra cho các bác là 30.000 một lọ. Và hàng này là hàng xịn nhá. Trên thị trường người ta đang bán 40.000, nhưng em Thúy là bán tri ân các bác là chỉ có 30.000 thôi. Và hàng này hàng Thái xịn. Cái này thì các bác cứ đổ ra cho em một cái nắp này, tương đương với 2 lít nước. Các bác hòa ra 7 đến 10 ngày các bác tưới một lần cho em. Loại thứ ba đó là cái L3M. Cái loại này được mục đích là cũng là ra rễ cực mạnh. Một nọ này em chia sẻ với các bác giá 30.000, 30.000 một nọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng rồi. Loại thứ tư là một loại phân bón thông minh. Cái này là phân hạt, là thí dụ mình rắc vào những gốc cây ấy. Mấy tháng, 3 đến 5 tháng mình mới phải thay mà rắc một lần thôi. Loại này em bán cho các bác 30.000 một lọ này, bán phục vụ cho các bác thôi. Loại thứ tư đó là phân bón lá. Phân bón lá này thì nó là 30-10-10. Em chia sẻ với các bác giá là 40.000 một lọ này nhá. 40.000 một lọ này. Đấy. Loại thứ năm là loại phân bón tổng hợp. Phân bón tổng hợp này thì nhà em nó là mục đích nó là tốt dễ bật mầm xanh lá, có nghĩa là nó tổng hợp hết các loại. Em chia sẻ với các bác giá là 50.000 một lọ này nhá. Trong đây nó cũng có hướng dẫn sử dụng hết rồi nhá các công dụng cách dùng đây. Đấy. Loại nữa đến đó là kích hoa của Thái nhá. Chuẩn của Thái luôn. Trên thị trường là có chỗ người ta bán 85, 90, 100, 120 lung tung. Nhưng mà cũng chưa chắc là hàng xịn đâu. Nhà em hàng xịn đây các bác nhá. Em chia sẻ gọi là giá tri ân khách hàng. Giá chỉ có 50.000 một hộp thôi. 50.000 một hộp này, hộp là 120ml ấy sấy nhỉ. Đấy, đúng rồi, 120ml. Đấy, 50.000 nha các bác nhá. 50.000 kích hoa đấy. Sau đó đây là một số cái mặt hàng phân thuốc nhà em Thúy dùng như nào thì em chia sẻ với các bác. À đây, còn một loại này nữa, đó là phân que tan chậm hàng của Mỹ. Em Thúy chia sẻ với các bác giá là 120.000 một vỉ này. Trong có những cái vỉ này nó có những cái thỏi que que như thế này, thì các bác mình về dỡ ra cũng thả vào chậu đấy, 3 đến 5 tháng thì mình mới thay một lần, mấy này bỏ tiếp một que mới vào nhá. Đấy, các bác bỏ ít thôi chứ tránh bỏ nhiều. Bỏ nhiều là nó sẽ sót cây, là nó chết đấy nhá. Đây em giới thiệu với các bác một số cái phân thuốc mà hàng nhà em đây, hàng nhập khẩu đấy các bác nhá. Đó. Đây, cây cối nhà em cũng toàn hàng thùng Thái luôn. Thì tiện thể là em lấy luôn phân thuốc về em phục vụ các bác.